Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Mua cái máy mới bán đi, không mua ai con chó đâu. Đây em Long này, dùng em Long dùng dùng máy nát chết thì vẫn sống, ngày bắt ăn 4 bất cư, 5 bất cư này. Rồi đó anh là 5 bất cư em vỡ. Gần đúng. Cũng được. À đấy, mày rủ thằng Long đi. Long dậy sớm mà. Rủ Long đi. Đến là đón. Nó dậy muộn hơn cái anh em mình cơ. Ở đây dậy sớm hơn. Nhắn luôn đẹp. Bây giờ nghiện à. Không biết dậy luôn rồi làm cái gì. Xong lại ngủ tiếp. 4 giờ sáng. Đúng là dậy lại ngủ tiếp. Ai giấc nó xí. Dậy, nó dậy chuẩn là 7 giờ. Cơ lại mẹ ngồi dậy để tiếng chải nó tí đầu mạnh. Bố không thích dép đâu. Cơ cao ngồi đợi mẹ đi, mẹ đi đến rồi mà. Đến đâu? Đợi mẹ ngồi ngoằn cái đi, chả thấy đến đâu, chưa thấy đến. Đi đâu rồi? Chợt đi ra đây này. Ngồi mình. Chỉ cho ngồi nhắn với người yêu sướng thế. Cái đi, cái buông. Cặp chạy. Sau cái lúc bố mẹ lại đi buổi đi đẹp bẻ đó. Đẹp ba đẹp bẻ. Mẹ nó còn xin, nó còn không có tiền cơ, nó gọi ra được, nó đéo gọi lại được. Chút tiền gì chả biết đấy. Đợi bây giờ sẽ tiếp tục tô màu nhau đi, quên đi, mày quay trần nhà đi. Lẽ là quay trần nhà đi. Mình có nào đâu anh có một cái của. Bây giờ sẽ tiếp tục tô màu nhau. Thì đây quay trên nhà cho mình để xem. Ồ, đã 11 giờ. 12 giờ thì qua hè. Xong 1 giờ lại đi tiếp. Tiếp xong lại đi. Cái yêu con mình ngủ, làm cốc cà phê đi luôn. Đi làm hè nha. Làm thế nhanh chết lắm. Đang xuống xà xà đây này, chết. Thằng tay lòi, nếu nói mày. Tay lòi. Bố bánh tay, nghe kia tay mày nhé. Ok. Sao đó lên nghe kia luôn. Là đi. Và rồi mới nhắc tôi một xong, nếu bạn thấy hay trong xin một like đăng ký kênh. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tiếp tục tô màu nhé.
Quay trên nhà cho mọi người xem nha. Mười hai giờ thì ba hè. Xong một giờ lại đi tiếp. Đêm xong rồi lại đi. Không mình, không mình ngủ làm cốc cà phê lại đi luôn. Chết điện mất nhỉ. Đang sống xà xà đây này. Chết. Dạ. Tay rồi. Nhớ nói mày. Bố mấy tay nghe kia tay mày nhé. Ok. Sao đó nghe kia. Chả đi. Rồi mà nhắc cho một xong nếu bạn thấy hay trong xin mình đang đăng ký kênh. Cái gì? Cái gì? Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tôi ngồi đi bố. Ủa tường vàng. Có đi lo sáng là nó quay lại với lại. Đây là cái đinh quần nữa. Ở đâu với lại cái quà 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 xe nữa. Chẳng nghĩa là sáng là bởi vì đã đi nó em 4 cái rồi. Em nói hết còn không bây giờ lên 6 cái. Thế là em bị chưa. Anh kia được. Anh giới làm gì nhỉ? Anh cho anh. Mai bù nó nghe cái dài muộn mà khác gì. Chó này nhớ dài ấy. Nhưng mà học thì nhớ thì máy nó nhấp nhấp vào đầu thì đúng dài. Chó dài không? Ừ, đi. Cái dài. Chó dài đi. Lẹ mẹ ai xứng. Mẹ có dài được không mà. Ăn sớm sớm về ngủ nha. Cái đi, mẹ ăn xong đi về ngủ mới đùa tao. Xong rồi đi ăn tiếp. Cứ tự giải không phải là thức. Lòng cứ con người như ai không? Thức dậy lòng biết sạch nạ. Lòng biết mùi sáng không dậy tập thể dục đi. Yeah. Sáng dậy bú cơm lại bấm điện thoại hay rồi. Nhà anh có cái xả này hỏng. Đúng rồi. Nó hẳn đi. Chịu để lâu hơn. Vừa nãy game em anh có kỹ năng sao? Đúng rồi, cả phi phai nữa. Cả phi phai nữa. Cả bắp đi nữa. Nắm quả. Nắm ghim quả. Rồi, nó tung xong chứ bạn. Bông ghi chắc người đã biết anh Tito này.